Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để đăng ký domain, cái tên miền miễn phí ở trên trang iPad. Sau khi chúng ta đã đăng ký và thanh toán thành công cái gói hosting ở trên trang iPad này thì và sau đấy thì chúng ta tạo cái tài khoản quản trị ở trên cái trang iPad thì chúng ta sẽ vào đăng nhập vào và ở cái giao diện Control Panel này thì chúng ta sẽ vào domain và vào Domain Center. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn vào là Registered New này và điền vào cái tên domain mà chúng ta muốn đăng ký. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lựa chọn là cái tên miền là vietnamfuturegas.com. Sau đấy thì chọn vào Register. Sau đó thì ở đây cái trang iPad này sẽ hiện ra rất nhiều những cái trang website mà có những cái đuôi gợi ý cho chúng ta thì chúng ta có thể thực hiện đăng ký hoặc là chúng ta chỉ lựa chọn một cái domain mà chúng ta đã lựa chọn thôi. Vào đây chúng ta sau khi lựa chọn cái tên miền này chúng ta sẽ chọn vào là check in card này, check out in card để add nó vào cái giỏ hàng. Sau đó ở phần này thì cái phần mà domain Privacy này thì cái này đó là cái một cái gói mà để bảo vệ cái thông tin của website thì chúng ta nếu như không sử dụng thì chúng ta có thể xóa nó đi. Cái này mức phí của nó là 19,98 đô cho 2 năm, còn 1 năm của nó là hơn 9 đô, gần 10 đô, 9,99 đô. Đó, thì cái này chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Và cái mức phí cho một một năm ở đây đó là 10,99 đô. Nếu như chúng ta lựa chọn gói là một một năm thì sẽ được miễn phí năm đầu tiên và những năm tiếp theo chúng ta gia hạn thì sẽ sử dụng với mức phí là 10,99 đô. Thì chúng ta chọn là một năm hoặc là 2 năm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn. Ở đây ta sẽ chọn tiếp là Continue. Rồi sau đó thì hệ thống đã báo là cái domain của bạn đang trong quá trình xử lý. Thì ở đây người ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái lựa chọn để cho chúng ta có thể lựa chọn thêm những cái dịch vụ thì chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Sau đó thì chọn vào là Add Upgrade này. Add Upgrade thì là sẽ lựa chọn vào là khi bạn lựa chọn tích những cái dịch vụ này. Còn nếu không thì chúng ta chọn là No Thanh để bỏ qua. Đó, thì tiếp tục có những cái lời đề nghị là chúng ta sử dụng những cái gói dịch vụ khác. Đây chúng ta cũng lựa chọn bỏ qua và chọn là No Thanh. Rồi sau đó thì chúng ta nhấn vào Return to Domain Center để quay trở lại cái phần quản trị cái domain của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta đã đăng ký thành công cái domain này và chúng ta cần phải vào trong cái email của chúng ta để verify cái tên miền này. Sau đó chúng ta check vào Gmail thì sẽ thấy một cái thư. Và đây là có một cái thông báo này. Và để có thể là active cái domain này để cho cái tên miền của chúng ta được hoạt động thì chúng ta sẽ nhấn vào cái đường link bên dưới. Đường link này. Đây có thông báo là vui lòng verify cái thông tin liên hệ của bạn, xác thực cái thông tin liên hệ của bạn. Đây có thông tin này, tên họ và sau đấy thì nhấn vào nút verify information để xác thực cái thông tin này của chúng ta. Rồi và như vậy chúng ta đã verify thành công cái thông tin. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại vào cái quản trị cái control panel để chúng ta kiểm tra cái thông tin về domain. Sau đó chúng ta sẽ vào trang chủ của iPad, đó là ipad.com. Sau đó chúng ta đăng nhập vào tài khoản quản trị cái hosting của chúng ta. Và phần này chúng ta sẽ vào phần domain center này để kiểm tra cái domain mà chúng ta vừa đã đăng ký.
Thì ở đây đã hiển thị lên cái domain này rồi, vietnamfuturegai.com. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở trong video tiếp theo của tôi.